Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình Chủ nhật ngày 26 tháng 11. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công vào tháng cuối năm, phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch trở lên. Hơn 130 tỷ đồng chi trả tiền bồi thường làm đường Tân Phúc, Võng Phan qua các huyện Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Niềm vui từ những ngôi nhà mới của các hộ dân được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở năm 2023. Thay đổi thời tiết khiến trẻ nhập viện do đường hô hấp gia tăng. Giải đua xe đạp tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tỉnh Hưng Yên đã có sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nhưng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 vẫn còn chậm. Tính đến ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh giải ngân 7.750 tỷ đồng, đạt gần 65% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi mục tiêu đặt ra là phải giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm nay. Năm 2023, kế hoạch vốn của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 12.000 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn lớn là nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý 4.320 tỷ đồng. Đến nay giải ngân được 43%. Nguồn vốn ngân sách trung ương giao gần 2.500 tỷ đồng, giải ngân đạt 45%. Bên cạnh đó, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 trên 1.900 tỷ đồng, giải ngân đạt 46%. Nguồn kết dư vốn khác do cấp huyện, cấp xã quản lý trên 1.000 tỷ đồng, giải ngân đạt 83% kế hoạch. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao là huyện Phù Cử, Khói Châu đạt trên 70%, huyện Văn Lâm và Văn Giang có tỷ lệ giải ngân thấp đều chưa đạt 45%. Các chủ đầu tư có kế hoạch vốn lớn là Sở Giao thông Vận tải gần 4.000 tỷ đồng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng trên 1.000 tỷ đồng, đều giải ngân đạt gần 40%. Nguyên nhân chậm là do đến nay có 31 công trình dự án có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư. Một số dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là phải tập trung cho dự án đường vành đai 4, giá cả vật liệu xây dựng còn cao, khối lượng hoàn ứng lớn. Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên chủ trương không tiếp nhận các dự án rời lẻ và chỉ tiếp nhận vào trong các khu cụm công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp cao, thân thiện với môi trường. Để khuyến khích các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi vượt trội. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, bao gồm các dự án đầu tư mới thuộc một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất phần mềm, vật liệu composite, vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm, phát triển công nghệ sinh học, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó là ưu đãi cho các dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng một năm hoặc sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động. Hoặc dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ được thẩm định theo quy định, thực hiện giải ngân không quá 5 năm. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sau 4 ngày tập trung chi trả bồi thường các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường Tân Phúc Võng Phan, đến ngày 26 tháng 11, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải và các huyện Ân Thi, Phù Cử đã chi trả hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, huyện Ân Thi đã chi trả được khoảng 110 tỷ đồng của hơn 400 hộ gồm các xã Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Đa Lộc. Trong đó, các xã Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ và Đa Lộc cơ bản đã chi trả xong. Đối với huyện Phù Cử, hiện chi trả hơn 20 tỷ đồng cho 52 hộ dân tại xã Minh Hoàng. Trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục chi trả các hộ dân trên địa bàn các xã còn lại. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 sẽ cơ bản hoàn thành chi trả đền bù cho các hộ dân có đất nông nghiệp phải giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan là đường cấp 3 đồng bằng được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử. Tổng chiều dài hai đoạn tuyến là hơn 28 km. Tổng kinh phí cho dự án là gần 3.000 tỷ đồng. Nghĩa trang thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang có gần 600 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đến thời điểm này, việc xây dựng các bể mộ tại khu vực nghĩa trang mở rộng cơ bản đã được hoàn tất. Các hộ dân đã sẵn sàng cho việc di chuyển các mộ phần. Hiện thôn đã xây dựng được gần 500 trên 600 bể mộ
cần phải xây dựng, trong đó có trên 300 ngôi, đã bàn giao cho các hộ gia đình. Hiện thôn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bể mộ còn lại và chỉnh trang hoàn thiện các hạng mục của nghĩa trang mở rộng. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 27 tháng 11 dương lịch, việc di chuyển các phần mộ tại nghĩa trang thôn Quốc Lộng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4 sẽ được triển khai. Nhân dân nơi đây đồng thuận cao với chủ trương xây dựng đường vành đai 4, đã sẵn sàng di chuyển mộ phần để đảm bảo tiến độ của dự án. Dự kiến việc di rời các phần mộ tại nghĩa trang thôn Khúc Lộng sẽ hoàn thành trong tháng 11 âm lịch. Thưa quý vị và các bạn, với sự đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, đặc biệt là để chinh phục khách hàng tại các đô thị lớn, nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản tại huyện Tiên Lữ đã thích ứng và sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao được thị trường ưa chuộng. Đây là những sản phẩm đã được chế biến từ nông sản của Hợp tác xã Nấm Thành Yên với doanh thu năm 2022 đạt 4 tỷ đồng. Để có được doanh thu này, Hợp tác xã đã phải đầu tư dây chuyền nấm đóng hộp thay cho các loại sản phẩm nấm tươi được hút chân không và sản phẩm sấy đóng gói như trước đây. Nhờ vậy, việc bảo quản chất lượng nấm được dài ngày hơn, qua đó sản phẩm đi xa hơn mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Hợp tác xã mình có 15 xã viên. Nhưng mà để nói về cái lấm thì họ làm rất nhiều, rất chia tốt, mình hướng dẫn cho họ làm, thậm chí bao tiêu sản phẩm cho họ. Ngoài sản phẩm lấm ra thì mình còn làm về đồ hộp như dưa chuột bao tử, vải, thiều đóng non và nhãn. Với các loại nấm ăn, mộc nhĩ được nuôi trồng chính từ rơm mục, được xử lý qua nước vôi trong và trồng trong nhà lưới, đảm bảo đúng quy trình sản xuất nông sản sạch, đã tạo ra chất lượng và sự tin tưởng của người tiêu dùng chính là yếu tố cốt lõi của sự thành công. Tương tự như Hợp tác xã Nấm Thành Yên, công ty chế biến nông sản Viagri với sản phẩm chất lượng cao là nhãn ôm sen, doanh nghiệp đã kết hợp hai đặc sản của Hưng Yên vào một sản phẩm chất lượng cao với dây chuyền sản xuất khép kín. Sản phẩm được lựa chọn từ khâu tuyển chọn nhãn, sen, chất lượng đến quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Qua đó, doanh nghiệp đã xuất được lô hàng đầu tiên sang Hoa Kỳ. Thích ứng với cái việc toàn cầu hóa hiện nay, thì doanh nghiệp Vinagri Việt Nam nói riêng của chúng tôi cũng như là các doanh nghiệp nông sản nói chung, tôi phải nói một câu duy nhất là thích nghi. Thì cái kênh trong nước và kênh xuất khẩu thì chúng tôi cũng đều phải thích nghi với thương mại điện tử. Nhưng cái thương mại điện tử ở trong nước nó sẽ khác với thương mại điện tử của nước ngoài. Bởi vì là cái thương mại điện tử ở trong nước thì chúng tôi sẽ B2C, tức là chúng tôi sẽ đến trực tiếp với người tiêu dùng. Đại lý của chúng tôi sẽ nằm rải rác ở các vùng miền. Sản xuất từ năm 2022, ngay ở năm đầu, doanh nghiệp đã tiêu thụ được hơn 600kg long nhãn ôm sen, doanh thu đạt gần 400 triệu đồng. Giá trị tăng cao gấp hơn 2 lần so với bán riêng rẽ long nhãn hoặc hạt sen trần. Đầu năm 2023, đầu tư gần 2 tỷ đồng để mua thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng. Tổng kết vụ nhãn sen, doanh nghiệp xuất ra thị trường trên 15 tấn long nhãn ôm sen, tương đương trên 120 tấn nhãn quả và hạt sen tươi. Bên cạnh các yếu tố then chốt là chất lượng sản phẩm, đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, đảm bảo uy tín khách hàng truyền thống, thì các doanh nghiệp đã quan tâm đến các khâu đóng gói và tiêu thụ sản phẩm trên hệ thống thương mại điện tử. Ngoài hai doanh nghiệp nêu trên, thì các doanh nghiệp như Hợp tác xã Phúc Thành An, Hợp tác xã Anh Thảo, bằng sự đổi mới và sáng tạo, các doanh nghiệp này không chỉ đưa được sản phẩm vào các thị trường khó tính là các thành phố lớn trong nước, mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tham mưu cho Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh phân bổ trên 24 tỷ đồng về các đơn vị để hỗ trợ đợt 2 cho các hộ gia đình. Trong đợt 2, toàn tỉnh hỗ trợ 328 hộ xây mới nhà ở với mức 60 triệu đồng trên một hộ và 166 hộ sửa chữa nhà ở với mức 30 triệu đồng trên một hộ. Đến nay, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh đã chuyển trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam năm 2023 xây dựng sửa chữa nhà ở. Trong đó, số tiền hỗ trợ xây mới hơn 19 tỷ đồng, sửa chữa là gần 5 tỷ đồng, số tiền đã chuyển cho các hộ đợt 1 không làm nhà là 420 triệu đồng. Những địa phương nhận hỗ trợ đợt 2 nhiều là Ân Thi với 165 hộ, Phù Cừ với 84 hộ, Tiên Lữ 49 hộ. Dự kiến toàn tỉnh sẽ hoàn thành thi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam và quyết toán xong trước ngày 15 tháng 12 năm nay.
kịp thời giải ngân nguồn vốn đúng tiến độ, tích cực hỗ trợ các gia đình cả về thủ tục và nhân lực, máy móc, nên đến nay 80% số hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Khoái Châu được tỉnh hỗ trợ xây sửa nhà trong năm nay đã hoàn thiện, trong niềm vui mừng phấn khởi của các hộ gia đình. Chồng bỏ đi từ lâu, bà Hân ở thôn Hồng Thái, xã Đông Kết, xoay sở một mình nuôi 4 người con ăn học, sống trong căn nhà đã xuống cấp rột nát, chỉ rộng chừng 20 m², khó khăn vất vả nhiều năm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Ở tuổi 70, mong ước cất được ngôi nhà mới ấm cúng hơn của bà Hân chỉ được thực hiện khi bà nhận được nguồn hỗ trợ của tỉnh, sự chung tay động viên của địa phương cùng cộng đồng. Đến nay, căn nhà mới kiên cố khang trang đã được hoàn thiện trong sự hân hoan của gia đình. Làm được cái cửa cái nhà này thì cảm thấy là quá sướng. Trước đây thì chỉ có 1 phần nhưng bây giờ sướng lên được 10 phần rồi. Sức khỏe nó ổn định hơn. Hết tháng 10 là trên địa bàn xã của chúng tôi là cả 5 hộ, trong đó có 1 hộ da cam và 4 hộ nghèo ấy thì đã xây xong hoàn toàn. Một mình nuôi người con trai năm nay đã 44 tuổi, ý thức chỉ như đứa trẻ lên 3 do nhiễm chất độc da cam từ người cha tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam. Bà Thơ ở thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến năm nay rất phấn khởi khi chỉ ít ngày nữa sẽ cất được nhà mới kịp dịp Tết đến xuân về. Mưa gió là cháu nó cũng đỡ khổ mà tôi cũng đỡ khổ đấy. Thế là vui lắm và phấn khởi lắm ạ. Hỗ trợ về các nhân công dọn dẹp tiến hành là cũng rất là khẩn trương, đồng thời là thường xuyên quan tâm và kiểm tra và giám sát đôn đốc để kịp các tiến độ cho các hộ yên tâm có cái ngôi nhà khang trang để đón một cái năm mới vui vẻ hạnh phúc. Huyện Khoái Châu có gần 170 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam được tỉnh phê duyệt xây sửa nhà ở năm 2023. Trong đó có 95 nhà xây mới, còn lại là sửa chữa. Đến thời điểm này, đã có trên 80% số hộ đã hoàn thành công trình nhà ở và đưa vào sử dụng. Các hộ đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Hiện Mặt trận Tổ quốc huyện đang phối hợp với các ban ngành địa phương giám sát đôn đốc các hộ còn lại, đồng thời tiến hành trao tiền hỗ trợ đợt 2 trong tháng 12, đảm bảo 100% các hộ được về nhà mới dịp cuối năm. Cho đến nay thì đối với huyện Khoái Châu cơ bản cũng đã hoàn thành đảm bảo theo cái tiến độ theo trên đã hướng dẫn chỉ đạo. Các gia đình thì tư tưởng rất là phấn khởi khi được về ở những ngôi nhà mới. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 1 tháng trở lại đây, các bệnh viện có chuyên khoa nhi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận số bệnh nhi nhập viện tăng cao, chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp do thay đổi thời tiết. Mặc dù thực kê 50 giường bệnh, song hiện khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hương Hà đang có gần 70 bệnh nhân nhi nhập viện. Đa số các bé mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phổi cấp tính, viêm amidan, viêm tai giữa, mũi xoang. Ngoài ra, còn một số trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm A, cúm B, tay chân miệng, đau mắt đỏ. Tại các phòng khám nhi của bệnh viện, số trẻ đến khám hàng ngày cũng tăng cao. Một tháng lại đây thì cái tỷ lệ khám về trẻ em tăng lên rõ rệt, tăng tầm khoảng 15 đến 20 và 30% một ngày. Ví dụ bình thường những cái tháng trước thì tỷ lệ ví dụ một phòng khám nhi nó tầm khoảng 5-60, nhưng hiện tại thì tầm khoảng 80 đến 90 trẻ. Thậm chí có những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật cuối tuần thì số lượng trẻ đi khám với những cái bệnh cấp tính thì tăng rất là lớn. Có thể lên đến 120 đến 150 các cháu khám và phải 3 phòng khám nhi mới đảm bảo được. Thời điểm đầu mùa đông, sự thay đổi nhiệt độ từ nóng sang lạnh đột ngột, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn, virus phát triển. Trong khi đó, hệ hô hấp là cơ quan đầu tiên trực tiếp chịu những tác động này. Bé Đặng Minh Anh, 22 tháng tuổi, ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đang điều trị tại khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên, do có triệu chứng sốt, ho đờm, khò khè, được các bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán bị viêm tai giữa, viêm phế quản phổi kết hợp cúm A. Điều trị ở nhà được 3 hôm kháng sinh không đỡ, vào đây thì điều trị bác sĩ tìm ra hướng giải quyết nó đúng hơn nên là nhanh khỏi hơn. Khoa Nội Nhi 1 và Nội Nhi 2 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên đang điều trị cho hơn 80 bệnh nhi, chủ yếu là các em bé dưới 2 tuổi, thậm chí có nhiều bé mới khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi cũng phải nhập viện. Đa số các bé bị bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp. Tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ hiện
hiện ghi nhận được vẫn là các loại vi khuẩn, virus thông thường như virus cúm mùa, virus adeno, virus hợp bào hô hấp RSV hay vi khuẩn Mycoplasma. Tuy nhiên, trẻ sinh non hoặc trẻ có bệnh nền đi kèm khi mắc bệnh có nguy cơ trở nặng hoặc diễn tiến dai dẳng hơn. Khuyến cáo đến gia đình, các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô nuôi dạy các em bé thì nên để ý em bé mà có các cái vấn đề bất thường thì nên đi khám sớm, nên khám ở các cơ sở chuyên khoa về nhi, giúp cho cái việc mà chẩn đoán và điều trị của bác sĩ nó sẽ được kịp thời hơn. Thế ngoài ra thì mình cũng không nên tự ý mình điều trị bất cứ gì cả. Bệnh lần trước với bệnh lần này của em bé có thể là triệu chứng nó giống nhau nhưng mà mặt bệnh thì nó không giống. Để phòng bệnh, người dân nên cho trẻ tiêm phòng đầy đủ một số bệnh đã có vaccine phòng ngừa như viêm phổi phế cầu, cúm mùa, sởi, rubella, quai bị. Cho trẻ ăn thức ăn nóng ấm, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Cho trẻ vận động, tập thể dục, mặc thêm áo ấm, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời vào buổi sáng hoặc buổi tối. Dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng ở một số tỉnh thành trên cả nước. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn chỉ đạo về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo sát sao, đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi theo kế hoạch số 127 ngày 8 tháng 10 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của trung ương, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các cơ sở, đảm bảo phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, hướng dẫn các chủ hộ chăn nuôi lợn tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh sát trùng chuồng trại. Đồng thời, tăng cường kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, vận chuyển buôn bán các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Khi dịch bệnh xảy ra, bố trí địa điểm khi tiêu hủy lợn đảm bảo yêu cầu về môi trường. Dạ, em sẽ hỏi. Sáng nay và tối qua, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh và Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải đua xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất và chung kết Liên hoan Dân vũ Khiêu vũ Thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tới dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Gần 90 vận động viên đến từ 6 câu lạc bộ đua xe của Hưng Yên tranh tài ở hai cự ly 18 km và 27 km cho nội dung thi đấu của nam nữ theo các nhóm tuổi. Ngoài việc góp phần làm phong phú các hoạt động thi đấu thể thao của tỉnh, tạo cơ hội cọ sát tranh tài giữa các vận động viên ở các câu lạc bộ, giải đấu còn góp phần khuyến khích lối sống khỏe mạnh, tăng cường rèn luyện thể dục thể thao thân thiện với môi trường. Kết quả, ban tổ chức đã trao tặng cúp huy chương cho các câu lạc bộ đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất đồng đội nam ở các nội dung đã thuộc về câu lạc bộ xe đạp Phố Hiến và câu lạc bộ xe đạp Bắc Hưng Hải. Nhất đồng đội nữ thuộc về câu lạc bộ xe đạp Bắc Hưng Hải cùng nhiều giải cá nhân cho các tay đua xuất sắc. Liên hoan Dân vũ Khiêu vũ Thể thao là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho người dân và lan tỏa phong trào dân vũ khiêu vũ thể thao phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Tham dự liên hoan có hơn 300 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình liên hoan, các vận động viên tham gia hai môn khiêu vũ và dân vũ. Ban tổ chức đã lựa chọn 13 đơn vị dân vũ và 25 cặp đôi khiêu vũ xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung khảo. Các vận động viên với những màn trình diễn thi đấu sôi động đẹp mắt vừa thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ, vừa mang đậm chất nghệ thuật đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.